Đây đây đây, về đây. Trái nó đảo các bạn, trái nó rất là to luôn. Cái này có thể các bạn có thể nấu canh, có thể thái mỏng trộn salad hoặc lúc chín nhé. Các bạn làm trộn dầm đá đường, ăn mùa hè rất là mát luôn. Cây này có quả quanh năm các bạn nhé. Và cái dàn như thế này, đây là một loại cây lâu năm. Loại cây lâu năm không phải như mướp bầu bí là chỉ 5-6 tháng là nó tàn đâu. Đây cứ xanh hoài như vậy luôn, 5 năm, 10 năm sau các bạn vẫn có nha. Cái cây bé tí như thế này nhưng mà đã mất khoảng 5 tháng chăm sóc rồi. Bây giờ là đã đến lúc nó lên tay leo để nó lên dàn này các bạn. Thì các bạn chọn cái này trồng để phủ màu xanh của nhà mình rất là ok luôn, rất là ok luôn các bạn. Cái trái từ lúc nó nhỏ như thế này đến lúc nó to như thế này á thì khoảng 3 tháng nó mới chín. Cho nên là trên dàn chúng ta lúc nào cũng thấy quả hết á, nhìn rất là thích mắt. Tại vì sao mà chú Việt lại chọn cái này? Tại vì đặc tính thứ nhất là cây lâu năm, đặc tính thứ hai là lá nó rất là màu mỡ, rất là xanh. Đây là cái cây mà đang non này các bạn. Còn lúc mà nó già lên phía trên á, càng ngày nó lá càng xanh, màu rất là đẹp. Và đúng rồi, cái màu xanh thì làm cho chúng ta cái tâm trạng, cái cảm giác nó rất là thoải mái đúng không các bạn? À, combo như này chú đang gắn ở trên giỏ hàng của chú Việt nhé. Các bạn chọn mua ở đây, tránh cái việc là không chính chủ. Và đã bị rất là nhiều trường hợp và đã nhắn cho chú Việt rồi: chú Việt ơi, bây giờ không phải cho con lỡ mua ở nơi này nơi kia. Thì đây là kênh chính chủ, mời các bạn cùng săn nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.